vô đây là cảm nhận nè. À, còn tôi phụ trách phòng đại tràng cái buổi non. À, thì ông bà sơ gan thì cũng dạy lên rồi. Rồi cái bài luật này nó hơi khó chút. Rồi, ai mà tập trung vô. Thế thì buổi non cái bệnh lý rất là phức tạp. Nên tôi không có nói sâu về cái đó cũng chương trình sau đại học chuyên khoa sâu về tiêu hóa. Mình tập trung vô cái bệnh là rất là thường gặp. À, ở đây tôi gọi là viêm dạ dày ruột cấp, ruột đây chủ yếu là ruột non thôi. Rồi. Rồi. Ở đây tôi đưa ra bốn cái mục tiêu cho tụi em. Tụi em không giải được cái nguyên nhân và theo cái định nghĩa thế nào là cái bệnh lý viêm dạ dày ruột cấp. À, mình kể được 5 hội chứng lâm sàng của viêm dạ dày ruột cấp rồi. Mình là kể được các triệu chứng cụ thể và cuối cùng là mình tả được đặc điểm bệnh lý các từng nhóm cá nhân gây bệnh. Rồi, cái bệnh này là rất là thường gặp. Cuộc đời của em là tụi em không có bị cái bệnh này thì tụi em không phải con người. Đó là con người ăn uống luôn luôn, mình ăn đủ thứ con này con kia, có gì mình cũng muốn vô hết. Có gì chứ con cọp con mèo cũng dữ lắm mà. Sư tử thì cũng nghe em một số người, chỉ trừ mà sư tử là ông em cũng cả được người mà chỉ chuyên ăn thịt nam là biết sư tử là ông không mà chuyên ăn thịt nam. Còn con người chúng ta ăn đủ thứ, cái gì cứ bỏ vô mình được là cũng đại ăn hết. Nghĩa là ông ra cuộc đời của người là phải giống thế này, người nào hôm nay không có những cái bệnh này không phải là con người đó. Rồi rồi rồi, cái bệnh này là gì, mình hiểu cái bệnh viêm dạ dày ruột cấp là cái gì. Cái định nghĩa của nó có 3 ý. Thứ nhất, nó là một cái tổn thương cấp tính ở ống tiêu hóa hay gọi là đường tiêu hóa. Cái bệnh này ở đường tiêu hóa. Mà nổi cái tên nó mình biết nó nằm ở đâu rồi em. Chủ yếu là ở dạ dày và ruột non. Và biểu hiện lâm sàng của nó bắt buộc phải có đầu. Rồi cái liên quan đầu tiên là đau. Còn hai cái sau là cộng trừ, có nghĩa là có nhất thiết phải có rồi ha. Nào, thì biểu hiện nó sẽ bắt buộc viêm dạ dày ruột cấp là phải có đầu. Rồi, đặc điểm thứ hai, bệnh này có thể tự giới hạn, đa số 70-80% tự giới hạn. À, có nghĩa là chúng ta ăn, đi chơi, chúng ta ăn, thấy chúng ta bị đau bụng, không thấy bụng hết, cái gì đó. Nếu chúng ta sợ phải đau, chúng ta ăn, chúng ta nấu, thức ăn mềm tan qua ngày xa hết. À, 70-80% nó từ ngoài một định được thì mình ra cho họ cái ống tiêu hóa chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta sợ quá à mình tập biết mình thấy dễ chảy ra nó bụng rồi nó nói cái mình không dám luôn không nữa, mình uống nước chín nước sôi để nguội thế mình cứ làm cho cái ống tiêu hóa mình nghỉ ngơi, thế là bệnh nó thường tự nhiên à khoảng 70-80% nó được rồi. Rồi, à, thường cái nguyên nhân thường gặp thường thì nghe cái 200% này thường là do viêm phổi. Rồi một số trường hợp mình sẽ có cái này mình đang bị ngộ độc thức ăn. À, ngộ độc thức ăn bởi vì sao, nguyên nhân của nó rất là nhiều, nó có vi khuẩn độc tố, vi khuẩn virus nhiễm trùng và mọi kiểu hóa chất, mà đặc biệt là Việt Nam mình là hóa chất về vấn đề toàn cầu. Mình có thể uống một ly cà phê mà cà phê nó còn hóa chất, mà uống hóa chất không à. Em có thể ăn một ly chè ngoài cái xôi chè đó thì cái chất ngọt nó cũng còn hóa chất, mà bản màu của em ăn xôi ngoài đường xanh đỏ cánh chè á đủ thứ màu nó đen rồi hóa chất nhiều mà chứ không phải là cái nguyên chất. Do Việt Nam mình nổi lên cái vấn đề là hóa chất à. Rồi, được chưa? Rồi, thế thì bây giờ mình có 5 hội chứng lâm sàng của em. Cái tổn thương mà ống tiêu hóa như vậy đều nằm ở trong 5 hội chứng lâm sàng. Hội chứng thứ nhất là hội chứng tiêu hóa trên. Hội chứng tiêu hóa trên này cứ nhiên đau bụng là phải có. Vì hội chứng tiêu hóa trên nó tổn thương hơn dạ dày dạ ruột, nên nó buồn nôn mà nó nói là triệu chứng chủ yếu đó. À, thường thì cứ vậy. Nó có thể tiêu chảy, đau bụng phải có rồi đấy. Thường là nó sẽ kèm theo nôn, buồn nôn và nôn hóa rất là nhiều.
biểu của ông Điều Hóa là hiện nay ói sọc được nghe một cái ý kiến. Em nghe người ăn một lần nước em mua ói, có người không mua ói này bốc hồng cho ói là chỉ ý kiến. Cái đó là tổng thương của ông Điều Hóa. Còn em ăn xong, mà em ói ra mà không có gì thì là không phải ông Điều Hóa. Đơn giản của em có nói hoài nói xong cũng không dễ chịu đó là đó không phải tổn thương không tiêu hóa là cái gì tổn thương trong lâu mà không tiêu hóa em nói được là nó bớt đau bớt khó chịu đó tổn thương trong không tiêu hóa còn cái nói nào mà nói xong không bớt là không phải tổn thương tiêu hóa nhớ hiểu được không đó. Cái hội chứng tiêu hóa trên này chủ yếu là không phải do con vi trùng mà là do độc tố con vi trùng có sẵn trong cơ thể. Vi trùng không cần sinh sôi gì hết. Do đó nó chỉ cần trong vòng 6 đến 8 tiếng đồng hồ là em ăn kêu. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vi trùng nhân lên là cái độc tố nó cũng tác động lên nó gây triệu chứng rồi. Và hai con vi trùng thường gây tiết độc tố ruột này, Enterobacter là độc tố ruột. Hai con vi trùng được gặp nhất là con tụ cầu vàng Aureus Staphylococcus aureus và con Bacillus cereus là hai con hay tiết ngoại độc tố ruột. Nó bám dính vô những cái receptor ở các niêm mạc đoạn đầu của ruột nó là phải dạ dày nó gây khó chịu lắm. Nhóm thứ hai là hội chứng tiêu chảy cấp, tức là nó nhận đau bụng và cái biểu hiện rằng rõ của nó là tiêu chảy, người ta đang cần tiêu chảy. Còn hồi nãy hội chứng tiêu hóa trên ta có tiêu chảy không? Vẫn có thể đi còn một hai lần không chảy, nhưng cái đó không phải là cái chủ yếu người ta. Người ta nói đang đau bụng rồi, nó nói buồn nói rất là nhiều. Ba nó lòng vô nhau nhưng mà cái nào là ung thế. Thì nếu mà nãy là hội chứng tiêu hóa trên là buồn lâu mà nó nói là buồn thế. Còn cái này hội chứng tiêu chảy cấp thì có hai gì, tiêu chảy cấp khó viêm và tiêu chảy cấp không viêm. Thế làm sao mình phân biệt tiêu chảy cấp khó viêm và tiêu chảy cấp không viêm? Tiêu chảy cấp có viêm là bên tay trái và tiêu chảy cấp không viêm là bên tay phải. Tiêu chảy cấp không viêm thì là tụi em thấy là bệnh nhân vẫn có thể ho nồ, nên bệnh nhân đi cầu là đi nước nhiều, người ta than là đi cầu nước ẩm nhiều. Còn cái anh bên là tiêu chảy cấp có viêm á, nó gọi là small morning diarrhea, tức là người ta nói tiêu tiêu không có ra nước nhiều, phân nó xả đi, nó nằm đi nhưng mà không phải đi nước nhiều. Còn tiêu chảy cấp có viêm là đi nước, thậm chí có người đấy đau bụng vô rồi đi bụng giống như đi tiểu đấy, đó là tiêu chảy cấp không viêm. Ở đây tụi em ai bị tiêu chảy cấp không viêm gì đó vô đau bụng đi nào cái giống giống như đi tiểu phân nước đó nhiều. Còn bên đây là nó tiên hồ, nó sợ, nó đổi tới cái phần này. Nhưng mà nó không phải đi nước nhiều như là hẹn đi tiểu. Rồi, bên đây bệnh nhân thường đau 1/4 dưới bên trái theo phần phù của tiêu chảy cấp khó viêm. Và vì tiêu chảy cấp có viêm nên trong phân của bệnh nhân sẽ có hiện tượng một đặc cầu trong phân. Còn bên tiêu chảy cấp không viêm thì mặc dù tiêu chảy nhưng mà thử không thấy đặc cầu xâm lớn vô niêm mạc tiêu hóa nên thử phân không thấy đặc cầu. Rồi đặc cầu này là đặc cầu còn nguyên vẹn á, chúng ta phải xem chưa. Rồi cái tổn thương chủ yếu của tiêu chảy cấp có viêm là do những con vi khuẩn xâm lớn. Nên con vi khuẩn nó xâm lớn, vi khuẩn xâm lớn làm sao? Là những con vi khuẩn nó bám dính vào niêm mạc để phát triển. Còn cái tiêu chảy cấp không viêm là những con vi khuẩn tiết cái độc tố. Tiết cái độc tố nó làm thay đổi cái adenosine và AMP vòng ở trong cái nhân tế bào nó rụng á. Nó không hấp thu nước được, nó thu nước được. Nên nó tiêu chảy cái phân nước rất là nhiều. Ví dụ điển hình cho con này là Vibrio, Vibrio là cái con phẩy khuẩn tả đó. Đấy. Còn bên đây điển hình là gì? Shigella, Salmonella, kiết lỵ, thương hàn, amip, Invisibilia coli là EIRCE, mình đọc E coli có 5 dòng, EPEC và EIRCE, mình đọc bên ngoài là vi sinh, thì mấy con vi khuẩn vi sinh, EPEC thì được không nên tiêu chảy cấp không nên, EPEC
đã thừa cái nguyên lý học phong minh IEC, IEC mấy cái tiêu chuẩn cắt có phong minh rồi. Rồi hầu như thứ tư là có biểu hiện toàn thân thường là bệnh nhân kèm theo sốt hay các triệu chứng thường là do listeria hoặc là có ơ hét. Biểu hiện thần kinh trò như thế nào là biểu hiện thần kinh, tức là nhìn mờ, nhìn đôi là đi đi sợ. Cái này thường là tụi em ăn đồ hộp, tụi em bị ăn đồ hộp à, bây giờ ăn đồ siêu thị đồ hộp bị nhiều do cái con vi trùng nó là Clostridium botulinum, con này là yếm khí à, mà đồ hộp của mình là đóng kính lại nó vô hộp là môi trường yếm khí à, giờ ăn đồ hộp là cái nghĩa này à, là bây giờ mình ăn đồ hộp nhiều là dễ bị cái con này là botulinum, mà cái độc tố botulinum toxin á là nó tấn công vô thần kinh à, những cái dây thần kinh sỏi kinh mạch. Nếu bệnh nhân nhìn mờ, nhìn đôi mà yếu lại trên một vài cây sỏi thì có con độc này dữ lắm á, thì mới là yếu cơ học và suy hô hấp. Thế cái con này, cái độc tố con này bây giờ khoa học phát triển này, người ta lấy con này ra lưu ký điều kiện yếu khí lý cái độc tố của nó, chế độc tố này lấy độc tố của nó này, tại nó có đặc điểm nó là liệt cơ à, đặt ra phụ nữ về già và lớn tuổi bắt đầu có những vết kinh nghiệm, tụi em thấy coi cải lương hay là coi trình của bác gian của già là phải có nếp nhăn trán, lại mấy cái nếp nhăn ở đuôi mắt à, thế thì người ta lấy cái bộ tóc, cái tóc xin của mẹ chích vô mấy cái bộ trình trán cái trình đuôi mắt để cho nó liền cái cơ mắt nhỏ mất hết nhà à, thế nhưng mà bác sĩ không chuyên khoa thần kinh chích động nó có nhiều người chích trong mắt một bên mấy một bên rễ bên thần rễ một bên chích nó nhiều chích động đúng á nó dễ nhiều mắt bên đó thì mắt to bên đây mắt nhỏ à, đó là gì à, rồi thế là trong tiêu hóa thì là có thể ngủ đầu coi ưu tiên thần kinh thì mình hiểu được năm cái kiểu là như vậy này một cách rồi rồi nên tiềm thức bệnh nhân thì các cơ bệnh này là thường là do đi du lịch là ăn uống tiệc tùng gì đó chung nhà đó, mình phải hỏi còn gì cả những cái người xung quanh này không phải là tiệm bệnh nhân rồi. Thế khi mình khám mình chú ý bốn cái dấu hiệu gì đó, chú ý bốn dấu hiệu gì đó quan trọng nhất, khám đâu rồi có khám nhìn sờ rõ nghe tim phổi đầy đủ hết mà chú ý bốn dấu hiệu quan trọng trong cái nguyên liệu đó, đó là bệnh nhân số cao thường là trên 38%, nhưng mà chỉ số không trên 37% nữa là đó là số trên 38%. Xăm tái thường nên xăm tái da cổ lông mà thấy da cổ lông chưa, da cổ lông về qua nứt nhỏ mới đẻ em bé mới đẻ nên da nó nổi nó cái hồng nó không đều giống như bông vậy đó, như da của bông à, bụng trướng căng à, rồi năm ngoái tôi dạy cái bài à, tăng áp lực mà sửa chiếu quá trời là chướng do hơi là có bầu là đủ hình thế này, chướng này là chướng chủ yếu là chướng do hơi và bụng đề kháng sợ bụng đề kháng à. À, khi khám phải chú ý bốn dấu hiệu quan trọng đó. Là dấu hiệu gợi ý bệnh nhân có nghĩa cái này là không phải là viêm dạ dày vùng cấp thông thường đâu, nó sẽ lan tới toàn thân nhiễm độc hoặc nhiễm trùng toàn thân. Rồi chuyện đó là chuyện thứ nhất, chú ý bốn dấu hiệu nhiễm độc. Chuyện thứ hai là chú ý dấu mất nước cầu mạng à, cái khám viêm dạ dày vùng cấp là chú ý là một những bốn dấu hiệu nhiễm độc. Thứ hai là dấu hiệu mất nước độ mặn. Ví dụ em chẳng nói là viêm dạ dày vùng cấp không dấu mất nước được, mà mất nước độ mọ. Mất nước độ mọ là chỉ có khát nước thôi đây, chứ mọi chuyện đều bình thường, đó là mất nước độ mọ. Tụi em chạy đá banh, tụi em chạy vô xong đứng ngồi thở mà khát
tức là tụi em mất nước đồ ngọt, mất qua đường thở qua được bài tiết mồ hôi là tụi em mất nước đồ ngọt rồi. Được chưa? Rồi thế khi mẹ đó ăn xong em chạy cả đời không có đưa nước cho em uống, em thấy đá hết hai thì em không đái gì hết, không đi tiểu gì hết, là tụi em chuẩn bị chuyển qua mất nước đồ ngọt. Và bắt đầu là mình khát chưa nó thấy nước đó. Mà há miệng ra là thấy thở hộc hộc, môi lưỡi khô queo ở trên là tụi em mất nước đổ hàng. Ủa cái mình chơi lại thang mình cũng là mất nước, mất nước mình thở và được mồ hôi chỉ nói do nó biểu hiện nó hoàn toàn giống như cái thằng mất nước do các viên chị yêu cấp. Viên chị yêu cấp là nó mất nước theo được được tiêu hóa, không có gì khác nhau hết. Được chưa? Cái hiện tượng thì là giống nhau, bản chất thì là khác nhau, chứ bản chất này mất qua đường tiêu hóa. Đấy, thì tụi em học triết học phạm trù bản chất hiện tượng vậy đó. Tao biết tao cũng cảm hạng đồ hết chứ. Hả? Đó, triết học nó hay rồi nè, nhưng mà dở lắm. Triết học khác đi đi, đúng không? Phải học lại, đúng không? Có cưỡng đây. Rồi. Rồi. Tới một chút nước của cậu bà. Nếu em đã ăn hai hiệp, đã tiếp cái hiệp của tôi vẫn không cho em ăn uống nước là hẹn tới độ ba chắc chắn. Không cần mình đi học để cho thí nghiệm cho mình nó ra được. Đã làm cho hai hiệp, đã tiếp nhiệm vụ, đã luôn cặp lên mà không có tiếp tục nhịn nước đây là tới độ ba chắc. Xỉu, kiểu nói, dấu béo da, mắt lõm. Xỉu nằm đó, nằm ngang, nằm đầu ngang mà tỉnh mặt cổ. Rồi, nằm đầu cao mà cũng nằm cổ dần, dần xẹp. Đấy. Rồi không có tiểu mập nhanh và phải bắt đầu huyết áp tụt, tức là sốc giảm thể. Rồi, được chưa? Như vậy, viêm nhẹ đường cấp là tôi biết bốn dấu hiệu. Ủa? Đây là nặng. Rồi, biến động này. Hai là bệnh nhân rơi vô mất nước đổ máy hay là không có dấu hiệu mất nước. Thì khi khác bệnh nhân bị đau bụng, có gì không đầu tiên họ khát nước hay không? Bệnh nhân có khát, môi lưỡi không có khô lắm thì đó là mất nước đổ. Đó mà. Rồi sao? Điều quan trọng nhất là ngoại tiện xét nghiệm máu, con nước máu, ngoại tiện xét nghiệm con nước máu, con bạch cầu tăng. Nên mà tôi biết tăng do bị cô đặc máu rồi nè, trong cái này là đồ cấp. Rồi thì cái chú ý cái phân á, cái chuyện cái phân thì vi trùng á, thì nó lâu lắm, mấy ngày nữa đó, mình ngăn cản là có bạch cầu trong phân như thế nào. Khi bạch cầu trong phân cái này rất là quan trọng. Một cái người tiêu chảy, tiêu chảy về một cấp mà có biểu hiện tiêu chảy dù ít dù nhiều, mình thử bạch cầu cảm ơn, mình thấy bạch cầu cảm ơn là âm tính thì mình hướng nhiều nguyên nhân đó là virus hoặc là những vi khuẩn sinh độc tố ruột. Còn nếu bạch cầu cảm ơn mà dương tính thì là những cái con vi khuẩn có nguồn lớn xâm lớn nhiều, mà phải nhớ mà một bố con phải nhớ là Campylobacter, EIC, EIS có thể Siena là bắt buộc phải theo món đó. Đa số những nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa ấy ra là còn ở mùi EIC ở các đều là những dòng ở mùi. Còn mấy anh này như Salmonella hay là Vibrio gì đó thì có thể là tiêu ra, nhưng mà những cái con mà Ertec hoặc Casinuit đều là virus là chỗ ở cảm tức, bởi vì nó không có sọc lớn. Nó là cái cả con video polyve là dinh cả thì nó cũng chỉ là cái tiết dịch cái họ này, chứ nó không hoàn toàn không có sọc lớn như vậy. Đây cái này tổng hợp lại những cái dấu hiệu này, nhớ thì tôi bố dấu những dấu hiệu này: sốt trên 38.5, đau bụng dữ dội, tức là đề kháng hạt bụng, nhớ
lớp đi dài nghe là gì, tiêu chảy và khó áo. Severe condition là mất nước đầu máy. Đó là thời gian bệnh kéo dài quá 48 tiếng, và 2 ngày cũng bị nước đầu. Rồi, impaired host là gì? Host là cơ thể trên, là ký chủ yếu quá, có nghĩa là suy giảm cái trên. Càng ngày đang bị lao, càng ngày đang bị ung thư, đang bị suy thận mạng, chạy thận, hay là bị HIV, hay là đang dùng thuốc chống ung thư. Những người đó bị tiêu chảy cái gì cắt là rất là được chưa? Nhớ giúp tôi cái ô này. Nếu mà if more than one parent, tức là nếu hai trong đại đó này thì là xem như là người rất là nặng, phải focus và nhập viện để loại trừ. Như vậy tôi học các tụi em học kỹ này, nhớ giúp tôi cái này, cái bản này rất là quan trọng. Cái mà severe abdominal pain là cái này là tương đương với mình là bụng đề kháng, là bụng bụng chứa. Nhớ giúp tôi cái bài này rồi nhớ chưa? Đó, đây là cái ứng dụng thân thực tế. Rồi đây, nhớ chưa? Nếu được không được cái tiếp cận cái này, nhưng mà cái này rất là thường gặp trong cái thực hành liên quan hàng ngày, gặp thường xuyên. Rồi bây giờ đi sâu vô, hồi nãy đã nói là tiêu chảy cắt có viêm rồi, viêm cũng xâm lớn như mẹ có là cầu động lên là cái gì, chủ yếu những con viêm khuẩn này là tấn công đường tiêu hóa dưới, tức là đoạn cuối ruột non hồi đang là cuối ruột non nè, và có thể ăn qua hình thức đại tràng xâm lớn ngay một đợt, và nó phải xâm lớn như mạng ruột và nó sản xuất các độc tố ruột và đây là phá hủy cái niêm mạc ruột, không có tái thu được. Đây là bên dưới sinh lý bệnh. Những con vi khuẩn nào gây như vậy? Cái đám con này của em giờ, cái mấy con này của em nhớ không? Trong cái bảng mà đặt cầu nó không dương lên, trong cái đám mà con vi khuẩn đặt cầu nó không dương lên là nó gây sạch lớn cái mạc ruột, và bắt buộc nó phải có thời gian bệnh viện. Không thể giống như cái dạng mà hội chứng tiêu hóa trên tư thế. Hội chứng tiêu hóa trên tư thế là có sẵn là tốt với em là ăn đúng đó, mấy cái một sao là có triệu chứng liền. Tụi em đi ăn nó cứ về tới tối là bắt đầu đói, đói nhiều có thể có dễ dãi được. Thì đó là hội chứng tiêu hóa trên là không cần thời gian của mình. Còn đồng chí xâm lấn trên mạc ruột là phải có thời gian của mình. Và chủ yếu là tiêu chảy tiểu tiêm rồi hơn không mạc ruột. Phải chưa? Rồi. Rồi. Đấy, thì trong cái tiêu chảy cấp tiểu viêm này, trong cái nhóm sầm lớn này, thì em thấy nó có cái nhóm là cái con Shigella, cái hội chứng lị. Thì nó có hội chứng lị, tôi nhắc lại hội chứng lị là đau hoặc không thể đè, móc lạnh vi cầu, tiêu phân đạm áp. Rồi. Nếu tôi hỏi cái hội chứng lị thì tôi hỏi được ra một câu là tôi ra mình nghe hội chứng lị là đương nhiên đi cầu phân đàm mà nó móc nặng đau rồi, tôi hỏi được ra một câu hai cái dòng trên, tôi hỏi được ra một câu một anh đi cầu xong cái đã học, tụi em đi cầu xong cái đã học, người nào mà đi cầu xong không thấy đã là lỗi rồi đúng không? Tụi em đang là em ngồi tôi giảng bài đây là em mắc đi cầu, tôi cho là em đi cầu là cái đã rồi, không thấy đã rồi. Nếu tụi em mà hỏi chuyện chứ mình đau bệnh hay là người khó khăn không hiểu là anh đi cầu đâu, thế thì phải trả cái khoản khỏe không có nhu cầu phải chạy vô đâu, chứ đi cầu thật ra mình suy nghĩ thấy cũng còn khác đi vô nữa là cái đó là không đáng à, thì là bắt đầu ra cái ngồi cái người nào mới đi cầu xong cái đang ngồi ngồi chưa được 5 phút rồi ngồi chắc ngồi thêm là la la được chưa? Rồi cái hội chứng lị này thì phải có biệt lị a biết với lị tập trung. Giờ cái bản này nhức đầu lắm, tôi thấy đơn giản chứ lị a biết lị tập trung là tình hồng trái của em, còn lị a biết là tình đơn phương. Đây tình hồng trái lị tập trung là chín điểm trong vòng 27 ngày, tôi không trả lời tôi trong 27 ngày thôi, còn anh này trên 7 ngày
chưa 7 ngàn biết cái tiền nào đấy. Còn tin đất tin nào trả lại giờ ngay cái 7 ngàn trả lời tôi là yêu quay đông cái tiền. À, tin còn giải số cũng hồ bạn tiền giải nhiều đi đâu cũng cái gì cũng nhiều hết là tin nào giải. Mình cho con lý ăn hết là tin mình đơn phương trên 7 ngàn thì cứ chờ đợi không biết là trả lời mình có yêu quay đông đúng không? Số nó ít thôi đi cầu, nó ít mất mạng, nó ít đi cầu, không có nhiều lần. Chứ tình của tôi vậy đó. Do đó là lớp em học cái bài đại đề sẽ có một lý ai biết này. Vì cái tình đơn phương nó kéo dài từ 5 ngày qua kia. Còn hãng lý kết chung là tình học trái chịu đâu, chị đi kiếm được cái gì thôi, có dạy học. Được chưa? Nhớ này, hãy dễ nhớ. Cái gì của kia lý kết chung là ngân không để tiền nhầm được đó, được chưa? Rồi đúng không, em dọn nào nhiều nè, số thì là số cao nè, tiêu chảy thì quá là lớn, số lượng yêu cầu cũng nhiều, mất nước cũng nhiều, nhiều nhiều hết ngắn gọn à. Anh này có lên ra về nè, có khi kiến nghị mà chỉ với cái tiêu chảy cắt tới 2 tuần cũng được, anh này có lên ra về nè, yêu nhỏ mắt, yêu kiểu kiểu không ngắn cái kiến nghị đúng không? Đó. À, thì cô chỉ mấy bạn nữ ấy, thì rất là tình đơn phương thôi, còn mấy bạn nam thì rất tình nồng giá, thiết điểm biết cái con để mình đi kiếm người khác đó. Đúng không? Đó. Đây. Đây. Đó xong vi khuẩn xong lớn xong rồi đi đây thấy à em đi có tình giả vậy, nếu mà có tình người trong đó là phải giờ em muốn bị ra biết mình trùng nói lại cho tôi biết đi có tình trăm nhân viên đó. Xưng độc tố có nghĩa là hội chứng tiêu hóa đơn cụ thể, bởi vì nó là enterotoxin, nó tấn công đoạn đầu non, đoạn đầu đường non đã gì rồi em tác ra à đâm ra là nó tác ra hoặc là hỏng ra à đâm ra nó dẫn phải có thời gian của bệnh tổn thương là những con em tiêu chảy rất là nhiều, ví dụ tả hatotec và bactotec thường tiêu chảy như là quên, tức là mỗi cái nước nó có cái mercury nó rất là nhiều dòng khác như khác nhau, ví dụ mình ở Việt Nam mình rất là nhiều dòng hatotec, giống như mưa ngày qua là hatotec trôi là mờ thì cao mercury hatotec nhiều lắm, mỗi một quốc gia nó có những cái dòng mercury dẫn là hatotec, nhưng mà cái dòng cái kháng nguyên nó khác. Mình đi qua Mỹ thì ở bên Mỹ á thì nó cũng có những cái dòng tơ tác khác nhau thì thường nó gây tiêu chảy như vậy. Đương nhiên về sản xuất mình ở ở nước ngoài qua mình tiếp xúc rất là nhiều dòng tơ tác nhưng mà qua Mỹ mình rất bị tiêu chảy hơn, nhưng mà thằng Mỹ mà qua đây gặp ở hàng qua chắc chắn là một cái tơ tác là tiêu chảy chắc chắn là tiêu chảy du lịch đúng không? Rồi tăng nhân virus thì sao? Tác nhân virus thì nó không có sợ lớn, nhưng mà virus thì nó phải mượn một tế bào để nó sinh sản. Virus nó đâu có sinh sản được, mình nó phải mượn một tế bào nó bơm vô và tự di truyền đúng không? Để không bị trùng lặp rồi. Thế thì những con virus này thường nó mượn tế bào ở tác đàn và ổng đàn để nó sinh sản. À, virus nó hay mượn những tế bào tác đàn để nó sinh sản. Rồi. Và đó là khi nó mượn tế bào đó thì những tế bào nó tác đàn nó không đàn sẽ bị chết và phải chờ nó hết chu kỳ nó thay thế. Rồi và thường thường nó dẫn đến tiêu chảy những con viêm bởi vì nó ở cột trên, nó chỉ là cột trên chủ yếu là hấp thu nhiều. Rồi thế cần chú ý chủ yếu là cái con rotavirus. Rotavirus là cái con thường gặp nhất là ở trẻ em dưới 5 tuổi. Cái con thứ hai là adenovirus, nó cũng biết gọi là adeno, chữ N chữ E đảo là adenovirus, là trẻ em.
cái con adenovirus này con này gây gây vi khuẩn hô hấp ở trẻ cũng là con nít. Và đây con nít thường hay sốt, đau họng, nhiễm siêu vi, thường có thể kèm theo triệu chứng tiêu hóa, nó nôn nói, tiêu chảy. Nhưng mà thường thằng rotavirus thì nó tiêu chảy ngắn ngủi là khoảng 7 ngày rồi. Còn thằng adenovirus có thể là kéo dài đến 2 tuần. Còn norovirus virus thì cái con này là nó ảnh hưởng người lớn. Mình người lớn chẳng có thể tiêu chảy cho virus. Nhá chưa? Chứ người lớn mình cả uống thuốc em không bị rotavirus đâu. Bị là bất bình thường, nó không bị rotavirus. Rồi, tại vì những cái này miễn dịch nó là miễn dịch dịch thể, tức là uống vaccine uống thì nó sẽ có hiệu quả. Rồi, bây giờ nói tới con cuối cùng, cái con mang mã số O157 với nhắc 7, con này kìa luôn đó các bạn. Đây, cái này là tác nhân ơ hẹn. Tocolin nó mang nhiều serotip. Nguyên cái hàng serotip mà mang cái kháng nguyên O157 và kháng nguyên H7. Hai cái kháng nguyên của con tocolin gây nguyên O và không nhắc. Nó giống giống như con tên hàng. Đồng chí nào mà mang cái mạng quý số này là giống như điện thiên 07 là nguy hiểm vô cùng. Đây, bởi tại sao? Ngoài cái chuyện nó bám lên ruột, Andotoxin là cái này ở đâu vậy? Nội là con vi khuẩn nó trong lòng nó bể ra và nó phóng thích ra. Mà Andotoxin của nó hủy hoại tế bào, tiêu biến tất cả các mạng não nhỏ. Do đó, có nhiều người chỉ có đi ăn ở ngoài đường đó. Nếu bị nhiễm đúng dòng này, ngay cả ở Mỹ, hồi sức cấp cứu rất tốt và tỷ lệ tử vong 70%. Bởi vì sao là bị hội chứng Woods. Mỗi em mà đi em lưng tinh ở ngoài đường nha, là xui nha. Gặp áp điện thiên 007 này, chỉ có ý trái hơn thôi mà chết quá nè. Chủ đề đó kìa. Tức là chỉ là số ý trái lên. Nó kéo dài chúng ta phán nè. Nhưng mà xui á, là gặp là nó giống như những con ơn quy khác đó, là tiêu chảy nước hoặc tiêu chảy tiểu tiên. Nhưng mà xui mẹ bị nhiễm số lượng đó và không biết dùng kháng sinh khi con vi khuẩn bể ra nó không biết cái nội độc tố à, nó gây hội chứng Woods lên, suy thận cấp lại thận tán huyết của cơ thể hồng cầu tắt những năm tháng nhỏ và tiểu cầu là làm sắc sắc đặc biệt và bệnh này chỉ có bị giải thời gian tự làm chết quan hệ cái hút này chết phải 80%. Đi ăn ngoài đường mà hãy số mình là ác quá xui quá ăn vậy nhiễm độc thức ăn mà nhiễm độc ngay cái con là O157